không đọc ra đó. Xả cái đít rồi, xả đáy đi. Rồi hôm nay làm video à, thay lọc dầu, tắt dầu, máy nén khí Kusen, thay dầu luôn. Máy Kusen SA37. Rồi, mở hết máy nắp xung quanh đi. Đây lọc dầu, tắt dầu đây. Đây tắt dầu, lọc dầu. Áp lực hết chưa? Chờ chờ áp lực nó giảm xuống hết rồi 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 rồi. Giờ mới mở cái dầu ra. Mở bình. Thay luôn cái lọc gió làm sao này luôn. Cái đầu bơm này với cái motor này hôm kia đã rã là hết rồi, rã là do nó tiếng kêu. Mở nhẹ nhẹ thôi, nó dằn lưng. Rồi xả hết dầu ra. Mở cái nắp này ra luôn đi. Qua bên kia kìa, qua bên kia có thấy đứng chứ. Hải thích qua bên này nè. Đường Hải tháo đi, đường Hải tháo đi, buông Hải. Ừ. Ông Hiếu nó gõ là tiếng nhắc. Mở ra cho nó thông, nó chạy nhanh. Rồi tháo, tháo, tháo cái lọc dầu đi, còn mấy thay cái lọc gió trước đi. Móc sắt, sắt mép này. Ngược lại, quay, quay, quay cái ngược lại. Ừ, vậy đó. Sát với miệng á, sát với miệng á. Chịu không? Đúng rồi. Mở ngược kim hộ, ừ, nó nhẹ nhàng mà, đâu có gì đâu. Đây là cái lọc dầu. Thôi, Fister lọc dầu. Mở tiền. Mở hết đi, mở hết đi, hai gắn vô nha. Ừ. Mở luôn cái tách dầu ra. Đứng bên kia rồi. Nãy em tháo này ra này cho nó dễ.
đừng có cầm vậy. Đây nè, vậy nè, rồi gịch là nó theo luôn à. Quay quay cái chiều nãy là đúng rồi đó, cái chiều bên kia kìa. Cái này là cái điểm tì nó chịu lực, còn kia là nó rút dây rồi, đúng rồi, rút hết cỡ luôn, rút dây hết cỡ luôn, rút hết cỡ rồi nè, rút hết cỡ qua. Chưa, đừng có xiết rồi, giữ này lại. Không lấy cái chốt xỏ vô, có cái lỗ xỏ chốt mà, lỗ xỏ chốt đây nè. Đây tháo ra. Ra đó. Tới luôn. Có cái lỗ, có khoảng lỗ sợ chốt đây nè. Quỷ nghĩ cái căng miếng nữa đâu. Rồi vậy cũng được rồi, mở đi. Có lỗ sổ chốt rồi mà cứng ngắt nè. Dẫn tay rồi. Tiêu quá. Mấy cái lọc dầu tách dầu nhỉ, sản xuất tại Mexico thôi. Ghê. Lắp cái mới vô đi. Mình qua đây mở cái gió ra luôn. Rồi lắp lại cái tách dầu mới. Nhắc từ đoạn đó. Nãy tháo này ra dễ siết hơn nè. Xỏ chốt vô nó mới cứng. Xỏ chốt rồi nó siết nổi được. Nếu gắn cái lọc gió gì sao tháo, có cái vít nãy mới được. Nặng tay chưa, nặng tay được rồi. Có ron à, nó có cái ron sẵn trọng rồi, nó có ron. Cái nào nó cũng có cái ron sẵn trọng rồi, cao su nữa. Lâu ngày là nó cứng lại rồi, nó ron chịu nhiệt mà. Bữa thấy mấy nẻn thay không? Đâu có cái nào kia chạy đâu. Đâu nhận tay được. Em dặn đúng thế chứ, dặn đàng hoàng chứ nó đâu có chạy. Đừng chấp, đừng nhớ xây được rồi. Quá cứng vô. Cái trước hở mình thay chứ ai thay.
không thay với anh Trình đó chứ ai, chứ nó đâu có thay cho mình đâu. Rồi chưa còn cái này. Xây được rồi. Còn cái này xây được cái lỏng rồi. Xây là khoảng trống nè Tháo. Rồi. Thay luôn. Motor này chạy tua 2960. Dòng đỉnh mức 80,8. Xong rồi còn chờ xả dầu hết thôi. Dầu đâu hả? Thấy dầu gì cũng còn nhiều ghê ha. 18 lít này lấy gì nữa? Cái này
ly này. Có chừng mấy ly rồi không? Giác 6, giác 6. Mày nó còn dầu trong cái đầu bơm á. Lấy cái chìa khóa, mua lết cái này. Cái này đúng ra mình khỏi sáng được nữa không? Phải hết cũng được. Còn nó nhông này cũng cỡ 4-5 lít không có ít đâu. Còn cái đục bơm này, đục vít này. Nó nóng 90 độ. Của mình đâu có cái quặng không? Có, không có quặng nữa. Chế vô này nè. Lau sạch cái thước dầu. Má thước dầu này không thay, có thay luôn. Chứ vài bữa anh Phúc mua mới thì sao thay. Xả dầu ra mất công luôn á. Giờ thay luôn là ok luôn. Nãy đâu có lấy cái quặng ra phải không? Không có lấy quặng ra khó chế dữ lắm. Ừ. Chế mỗi tay luôn á, ẩm chế vô buổi mỗi tay luôn á. Đổ tới miệng luôn vậy hả? Thấy mới chưa qua mức lâu, chưa qua mức thấp. Thấy thì cứ đổ đầy miệng đi, nó khi có tải nó chạy vô một phần nằm trong két giải nhiệt á. Đổ hơn cái mức 2 cũng được, mức cao nhất cũng được. Tới miệng nó vô những cái trục vít với vô trong cái giải nhiệt nằm mới trong. Từ từ hái từ từ gần được rồi đó. Ăn có tới miệng chưa? Từ từ thôi thì đầy đó, gần đầy đó. Tràn ngoài á. Lấy ra tới đâu rồi. Xíu nữa à. Tới miệng không? Tới miệng luôn. Có ngang miệng đó. Cho ngang miệng luôn. Xíu nữa nha, xíu nữa. Rồi thôi. À, tiếng luôn mà. Rồi đậy nắp lại đi. Bỏ đây luôn nè. Dầu tới miệng luôn. Nó chạy xuống, nó giật xuống tới đây nè. Còn bơm như kia đó mà.
nó bơm đi hồi về nó bơm đi không phải đi nhiều rồi. Thì cứng cứng để đi. Rồi cứng rồi. Mà tới coi số dây mà vụ ông kia luôn á, nổ bình nó khí không? Ừ, nổ chết ngắt luôn. Nó dạng mấy bơm xe mà. Nó bơm xe tải rồi đó, mấy đó đâu có biết cái thiết bị an toàn áp lực rồi thì sao đâu. Gặp cái bồn nó chắc cũng không có van an toàn hay sao. Người ta ngoài cái van điều áp ngắt tự động cái rờ la áp. Người ta ngoài cái rờ la áp người ta còn cái van an toàn trên cái bộ bình nữa chứ. Nó như cái đó hút ẩm thôi hả? Kiểm tra lần cuối thì mở lên. Rồi mở van rồi đó. Thôi sẽ mở van đi. Rồi mở rồi. Ủa kêu bên bển nó xét lại thời gian chưa? Bên thứ sen đó. Bây giờ để không đó. Không nè. Không giờ này. Không là không biết rồi, nó xét bắt đầu giờ nó xét á. Này nó hướng dẫn với mình cài đặt luôn được. Còn má nãy để nãy giờ vẫn còn bảy mấy độ. Để lâu rồi. Nãy giờ đâu tắt máy sấy đúng không? Lên nhiều cái dòng mà nãy nó lên là có 79 rồi.